Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi về phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, thăm không gian vườn cảnh nhà anh Đặng Phương. Và xin chào anh Phương nhé. Vâng, chào chú Sinh nhé. Vâng, chào khán giả. Vâng, vườn anh Đặng Phương thì thực sự là anh ấy chuyên về rất nhiều mảng, chứ không riêng chỉ có mộc hương. Mà trước kia mình cứ gọi anh ấy là anh Phương Mộc Hương. Nhưng bây giờ vào vườn anh ấy thì cây ăn quả, bonsai, cây sân vườn và những cái dòng cây khác cũng rất là đa dạng. Địa chỉ ở phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, Hà Nam này. Đây là số điện thoại của anh Đặng Phương, cũng chính là số Zalo luôn. 0982661279. Cuốn video này chúng ta giao lưu với anh Phương cái số cây gọi là cây hoa ngâu, đúng không anh? Vâng, ngâu. Tôi sẽ dành riêng một cuốn này về cái mảng hoa ngâu của anh Đặng Phương. Đây là tác phẩm số 1 đây. Được đặt trên cái chậu Bát Tiên đúng không ạ? Đồng Nai. Bầu dục rất đẹp rồi. Đấy, đấy là cái chậu. Chậu này cũng đáng tiền đấy chứ. Vâng, chậu này cháu mua cũng 2 triệu. 2 triệu cái chậu này. Vâng. Và bây giờ chúng ta quan sát đến cái tác phẩm ngâu đầu tiên này. Thứ nhất là cái phần khung bệ. Bệ nở rất đẹp luôn. Đấy. Bệ rất là trùng chú ạ. Bệ rất là đẹp. Tay cành làm rõ ràng. Cây ngâu này cái là dòng ngâu lá nhỏ các bác ạ. Đấy. Tổng bóng cây cũng đẹp rồi. Có cái mình một chơi thời gian nữa cho nó lên cao thì bắt đầu lúc đấy mới giật xuống. Đấy. Hoa đây. Đợt tới lại có nhiều hoa. Ra rất nhiều nụ rồi. Đấy. Bây giờ cái cây ngâu này anh Phương phải cho cái thông số một chút cái nhỉ? Vâng ạ. Đấy, có thước dây anh ngồi giúp anh đo cái cổ thân thôi. Đo chỗ này ạ? Ừ, thế thôi. Trên cổ bệ này là vanh 28 chú ạ. Được rồi. Cây này mà giao dịch thì giá nào anh nhỉ? Cây này cho giao lưu, cây này là giá là 19 triệu ạ. 19 triệu, có bao ship chưa? Ừ, cháu bao ship ở Hà Nội ạ. Bao ship? Khu vực Hà Nội á? Vâng. Thế từ đây ra Hà Nội bao nhiêu cây? Vâng, 60 cây. 60 cây thì anh cứ nói là bao ship bán kính 60 cây. Vâng. Đấy, nó về phía Hà Nội cũng được mà về phía Nam Định cũng được. Vâng. Nhưng mà cứ bao ship bán kính cách nhà là 60 cây đúng không? Vâng. Rồi, ok. Nhất trí. Thế và bên cạnh đây tôi thấy anh có cái khế hấp dẫn nhỉ? Vâng. Tôi lẽ là tôi chỉ quay ngâu thôi nhưng mà tôi đã nói ngay từ đầu rồi nhưng mà tôi thấy cái khế đẹp quá tôi không thể bỏ qua được. Cái này cháu lại giao dịch mất rồi. À lại bán rồi à? Vâng. À khách họ chốt rồi. Cây khế hay quá. Cây khế đang có rất nhiều quả và chín mọng nha. Được rồi. Đấy, bây giờ đi tìm đến những cây ngâu của anh đi. Với cái chủ đề là những cây ngâu của vườn Đặng Phương, tiếp tục đến cây này nữa. Cây này có cái bệ đế đẹp quá các anh em ạ. Vâng. Con này trên cổ bệ của nó là vanh của nó là 39. Vâng, cổ thân là 39. Vâng, 39. Mà thoát thân cũng được, cây này nó lừng lững rồi nhỉ. Được cái chậu này là 70 ạ. Chậu quá đẹp. Đường kính 70 ạ. Chào em. Vâng, chậu 70. Hay quá. Cũng là những cây ngâu lá tương đối bé. Ngâu lá nhỏ hết đấy ạ. Lá nhỏ hết. Qua được ấy à? Chiều cao cây anh kéo vút từ mặt chậu lên cái này. Chiều cao của cây này là 83. Được rồi. À, tán rộng là 1 mét ạ. Tán 1 mét. Giá bao nhiêu ở anh Đặng Phương? Cây này cháu giao lưu là
28 triệu. Anh đến, anh đứng sang bên ngang bên này, anh ngồi xuống đi, ngồi xuống nhìn chỗ lên đấy. Rồi để tôi chụp kiểu ảnh nhá. Rồi chụp này, giá là 28 triệu. Rồi ok, tóm lại là anh sẽ báo giá và bao ship trong phạm vi bán kính 60 cây. Rồi đấy, tôi là cứ phải rành mạch như thế. Và tiếp tục một cây ngâu dáng long. Cây này cũng là cây cũng cao tuổi đấy. Cây này già lắm. Già lắm. Được cái chậu này là 65 phấn, ạ. Phấn trắng hết rồi. Đặt trên cái chậu tròn đường kính 65. Cây cao 1m3. Được rồi. Tán rộng là 1m rưỡi ạ. Ừ. Cây con tử nhỉ. Tử lưng. Cây tử lưng. Bên này giá khá hợp lý chứ ạ. Bao nhiêu? Cây này cháu giao lưu là 12 triệu. Và cây ngâu giá 12 triệu. Vâng, tiếp tục đến với cái lô ngâu của anh Đặng Phương. Chúng ta thấy chỗ này anh có những cái cây mà dáng tự nhiên và to cao hơn một chút so với những cây chúng ta vừa quay. Đấy, cũng tay bông đầy đủ rồi. Gốc già, gốc chậu, đang rất nhiều nụ. Hòa dày chi chít đây này. Rất nhiều nụ chi chít. Yeah. Đấy. Cái này thì nó vanh nó vào là 35 ạ. Vâng. Vanh 35 mà chậu nó là chậu 78. Vâng. Cây của nó là cao khoảng 85 ạ. Cây cao 85. Tán 1 mét. Dày lắm này, tán rất dày. Tán cháu làm lâu rồi. Cháu bấm làm lâu, cắt giật, làm tay bông, làm hình như làm lối dáng tùng. Ít nữa nó chín, nó nở vàng, vàng thơm lắm. Vàng. Hoa ngầu thơm rất là tuyệt vời luôn. Vàng. Rồi. Những cây như tầm này thì bao tiền anh nhỉ? Những cây như này là cháu giao lưu vào giá là 10 triệu. Giá 10 triệu một cây. Vàng. Mà anh có ví dụ như dạng cây này, kích thước như này, tầm này anh có khoảng bao nhiêu cây? Cháu có tổng là 2, 4, 6, 7 cây ạ. 7 cây, đấy, cơ hội để anh em chúng ta tiếp cận đến những cái tác phẩm ngâu với cái giá là 10 triệu. Vâng, to cao lắm. Và bao ship bán kính 60 km. Vâng. Anh em chúng ta chơi cũng rất là hợp lý này. Vâng. Bể gốc của nó rất già cây và tương đối là to, bệ gốc đẹp rồi. Vâng. Cháu có 7 cây. Phía trong này tôi lại thấy anh có một cây cơ ngâu hai thân. Vâng. Song thân. Song thụ này. Vâng. Mà các cái tay ánh của những cái song thụ làm rất là đối xứng, đết đều nhau này. Làm dáng tùng. Đây là thợ Nam Điền làm cho cháu. Vâng. Làm cũng cây cũng lên phấn địa y rất già nhé. Rất già lắm. Vâng. Cây này của nó là vành của nó là 32. Chậu của nó là 78 ạ. Cây của nó hai thân nhưng mà nó cao từ mặt chậu lên đỉnh ngọn là 1m6 ạ. Vâng. Cây này thì cây đằng trước là 10 triệu, cây này cháu giao lưu là 12 triệu. Vâng, cây này 12 triệu. Có bao ship ạ? Được rồi. Cây này già. Ui giời, đợt này nó mới nhiều hoa lắm. Nhánh nào cũng có hoa hết. Vâng. Đây là toàn bộ là nụ. Đợt này nó mới nở ra mới ác liệt đấy. Toàn bộ là lụ hết đấy. Mà nó phấn trắng lên tại ngọn luôn. Đúng rồi, cây này nó lại đi y con này nó lại rất là già. Nó lại rất già. Rồi, cây này là 12 triệu. 12 triệu. Chuyển sang cây này đi anh ơi. Cháu có một bộ 3. Bộ 3. Cây này và cây này. Ba cây chậu giống nhau. Giống nhau và ba cây cũng tương đồng nhau. Tương đồng nhau. Có một cây này to hơn cả thì nằm ở giữa này. Ừ. Chậu to hơn nằm giữa. Thì cây này của nó là vanh của nó là 33. Vanh 33. Vanh 33. Ôi giời, cũng dày hoa hết. Vâng. Cây nào cũng dày hoa. Cháu bấm hoa đi, đợt này nó đều cùng lở cùng một lúc hết. Là cao vào 1m35. Tán ngang của nó là 1m2. Rồi. Cao 1m35. Cháu có 3 cây. 3 cây form này. Gốc này to già mà đều trong chậu lâu năm, mấy chục năm tuổi.
Ngô này ngô, ngô mình, ngô ta luôn đấy. Đúng rồi. Ngô Nam Định. Ngô ngoài Bắc này thì lá nó nhỏ, lá nó siêng hoa hơn. Như vậy những cái cây mà tầm tôi đang quay đây thì giá bao nhiêu? Giá nó cũng khoảng 12 triệu một cây. Cũng bằng cây cây nãy, 12 triệu. Và cây này nữa này. Đây, cây này là cây nằm to nhất, chậu to hơn. Cái này chậu 1 mét. Chậu đúng 1 mét. Mà tán ngang của nó thì to lắm ạ. Tán ngang của nó là 1m3. Cao 1m3. Nó làm các bông tay làm tản vân. Đấy, chú xem rất là nhiều, mọi người có thể xem được là rất là nhiều nụ đấy. Đấy. Toàn bộ là nụ kín cây. Vanh này là vanh 3 mấy. Vanh nó khoảng 38 ạ. Rồi. Cao 1m3. Cái này chắc là cao hơn một chút tiền đúng không? Vâng, nó cũng gọi xem tiền. Mấy cây kia 12 thì cái này bao nhiêu? Nếu mọi người lấy trọng để cho 12 triệu. Ờ, vì cây này tôi thấy bóng nó to hơn. Bóng to rộng mà nó tròn tán hơn. Vâng. Được rồi. Rộng cây. Thế thì đợt này anh nhiều đấy nhỉ, cũng phải đến mấy chục cây đấy cả đấy. Lớn nhỏ các loại đấy. Các bác mà đến trực tiếp thăm vườn đấy thì sẽ lựa chọn còn được nhiều hơn. Nhưng tôi sẽ chỉ quay đại diện một số cây thôi. Còn số lượng thì vài chục cây như này thì chúng ta sẽ thoải mái. Chưa có một vài bông nở vàng vàng rồi mà đứng vào đây thấy nó thơm thế nhỉ? Đây đây. Đây những bông cây này nó nở vàng hết rồi, đứng vào đây rất thơm anh ạ. Mới có một số bông thấy nó rất là thơm. Đúng rồi. Thơm lông hoa. Vâng, nói về hoa ngâu thì thấy các cụ hay có câu là hoa ngâu thì nó thơm thoang thoảng hoa ngâu. Mà người ta còn thả vào đĩa trà đấy. Đấy, thưởng thức hương vị của hoa ngâu qua những cái ấm trà rất đặc biệt. Đấy. Mùi thơm của nó thì không hắc, thoang thoảng thôi nhưng mà cũng là đặc biệt, dễ chơi. Mà cây ngâu nó khỏe cây, dễ sống, dễ chăm sóc, bền cây. Nhà tôi có một cụ chơi cây hoa ngâu là 46 năm rồi. Cụ bảo là cậu con trai của cụ bao nhiêu tuổi thì là cây ngâu ấy từng ấy tuổi. 46 năm cạnh cái bể nước. Vừa rồi cái bể nước bán, bán cho một cậu, cậu mua về cậu làm cây, đặt cây mộc hương vào đấy. Cây mộc hương 870 triệu. Mua cái bể cổ của cụ về đặt vào. Đấy, cái bể 50 năm. Bể từ những năm 70 mà. Lần này cháu bấm tỉa cùng một lúc, nên là cùng một thời điểm, nên là các cái tán ngâu này nó lại nó ra hoa, nó cùng một trà. Ừ. Nên là tán gần như cái cây này rất là nhiều hoa luôn. Ví dụ như cây tôi soi đây cũng giá đấy à? Vâng. Cũng 12 triệu à? Vâng, cũng tầm tiền đấy ạ. Êm quá nhỉ. Toàn cây to mà già. Những bệ này toàn mà vanh 33, 34 đấy chú ạ. Ừ. Đường kính hơn 10 phân đường kính nhỉ. Vâng. Được. Cây này hàng sải tay đấy ạ chú ạ. Được rồi. Hết chưa? Toàn cái cụm xa xa kia này thôi. Vâng. Mình quay đại diện khu này thôi. Vâng. Đấy, số lượng của anh thì vài chục gốc nhưng mà vâng, tôi cũng quay bởi vì quay nó cũng lớn lớn nó như nhau cả. Mình chỉ quay đại diện này thôi anh Phượng. Và Đỗ Sinh cũng xin dừng hình ở đây. Cuốn video này chúng ta đi thiên về một loại cây. Đó là lô mộc hương của lô hoa ngâu của anh Đặng Phương. Phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Để các bạn cùng nhau giao lưu. Bây giờ tôi dừng hình để chuyển sang những cái dòng cây khác. Vườn của anh thì đa dạng phong phú chứ không phải là còn riêng cái tên trước gọi là anh Phương Mộc Hương nữa đâu. Bây giờ thì nhài này, ngâu này, xanh si đa đề này, rồi dòng cây ăn quả bonsai này, tức là bây giờ là anh chơi rất nhiều nhạc. Bây giờ gọi là Phương Thập Cẩm rồi. Yeah, để các bạn tiếp tục theo dõi ở những cuốn video sau.